Chào mừng các bạn đã đến với ngày thứ 10 của chuỗi video về trồng răng implant. Một trong những mối lo ngại lớn nhất mà nhiều khách hàng thường nói với bác sĩ Cường đó là cái cảm giác đau đớn. Hôm nay thì bác sĩ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về mức độ đau khi mà cấy ghép implant và cung cấp một số mẹo để giảm thiểu cảm giác đau sau phẫu thuật. Hãy cùng bác sĩ khám phá để bạn có thể yên tâm hơn khi bước vào cái quá trình điều trị nhé. Cảm giác đau trong quá trình cấy ghép này thứ nhất là chúng ta có thể giảm cảm giác này bằng phương pháp gây tê cục bộ. Trong quá trình cấy ghép implant thì bác sĩ sẽ sử dụng gây tê cục bộ để đảm bảo rằng bạn không cảm thấy đau đớn, mặc dù bạn có thể cảm nhận được một số áp lực hơi rung nhẹ trong cái quá trình phẫu thuật, nhưng hầu hết các khách hàng đến bác sĩ Cường đều không cảm thấy đau. Mức độ đau sau phẫu thuật thì sao? Sau khi mà tác dụng của thuốc tê thì bạn có thể cảm thấy là đau nhẹ và khó chịu sau khi mà chúng ta kết thúc cấy ghép. Cảm giác này thường giống như là đau nhức khi mà chúng ta nhổ răng và có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày. Tuy nhiên, mức độ đau thường không quá nghiêm trọng và có thể kiểm soát được bằng thuốc giảm đau. Và như tại phòng khám bác sĩ Cường thì bác sĩ sẽ sử dụng cho các bạn các thuốc giảm đau kháng sinh trước khi chúng ta tiến hành phẫu thuật. Và tại nha khoa bác sĩ Cường thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp giảm đau vô cùng hiệu quả trước khi tiến hành phẫu thuật. Cách giảm thiểu cảm giác đau sau phẫu thuật là chúng ta sẽ sử dụng thuốc giảm đau. Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc để bạn có thể sử dụng sau phẫu thuật. Và hãy tuân thủ những hướng dẫn của bác sĩ về liều lượng, thời gian sử dụng thuốc để giảm thiểu cảm giác đau một cách hiệu quả nhé. Thứ ba đó là chườm lạnh. Chườm lạnh thì sẽ giúp cho vùng má bên ngoài cái vị trí cấy ghép có thể giúp giảm sưng này, giảm đau này. Và bạn nên chườm lạnh trong thời gian khoảng 30 phút sau khi mà chúng ta tiến hành cấy ghép implant. Và khi về nhà chúng ta nên tiến hành chườm lạnh trong vòng 10 đến 15 phút, tránh những cái hoạt động mạnh. Trong những ngày đầu sau phẫu thuật thì các bạn sẽ có cảm giác hãy tránh những cái hoạt động thể chất mạnh như là tập thể dục này, nâng vật nặng này, vì chúng có thể làm tăng cái cảm giác đau và kéo dài cái thời gian phục hồi. Hãy nhớ chăm sóc răng miệng sau phẫu thuật nhé. Vệ sinh nhẹ nhàng thôi, hãy vệ sinh răng miệng nhẹ nhàng bằng nước súc miệng và nước muối ấm hoặc là nước súc miệng kháng khuẩn nhé. Nhưng hãy tránh chảy răng quá mạnh vào vùng cấy ghép. Một lưu ý đặc biệt cho bạn đó là hãy mua bàn chải mới để tránh những cái vi khuẩn của cái bàn chải cũ gây ra nhé. Tiếp theo là chế độ ăn uống, tránh các thực phẩm cứng này, nóng này hoặc cay trong những ngày đầu sau phẫu thuật. Thay vào đó thì hãy chọn các cái thực phẩm mềm, dễ nuốt và giàu dinh dưỡng để giúp các bạn có cái quá trình phục hồi diễn ra nhanh chóng. Hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn yên tâm hơn về cảm giác đau đớn khi mà cấy ghép implant và biết cách giảm thiểu nó sau phẫu thuật. Trong video ngày mai thì tôi sẽ trả lời cho bạn những câu hỏi thường gặp về cấy ghép implant mà nhiều bệnh nhân thắc mắc. Hãy đón xem video tiếp theo để nắm rõ hơn về cái quá trình này nhé. Xin chào.